Hãy vào bếp với Lan Anh Nội Trợ cùng tìm hiểu những món ăn dễ làm, hấp dẫn, mang hương vị mới cho bữa cơm gia đình. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bếp nhà Lan Anh hôm nay chia sẻ một cái món ăn quen thuộc, cái bữa cơm dễ nhất. Món ăn mình nó không những ngon mà nó còn rất là đẹp mắt nữa các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Mình dùng một cái cối. Mình bỏ vào trong cối một thìa nhỏ dầu ăn, sau đó bỏ 200g thịt xay vào, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê đường. Mình nêm cái này rồi mình quết thì thịt của mình sẽ rất là dai. Thịt phải quết với dầu ăn nha. Sau khi mình quết được 5 phút thì cái độ kết dính của thịt nó tăng lên rất là nhiều. Cũng được, cũng ngon, nhưng mà nó sẽ không bằng là các bạn quết 5 phút như này tạo thêm cái sự kết dính cho thịt. Sau đó mình sẽ đi múc hết ra một cái dĩa. Đó, các bạn thấy thịt này, thịt của mình nó có cái độ kết dính nó dai hơn này. Nếu mà mình không có thời gian để quết, các bạn mua 100g giò sống trộn với 100g nạc xay thì nó cũng được cái thịt giống như này. Nhưng mà quết ngon hơn nha các bạn. Khoai tây các bạn có thể ngâm một lúc ở trong nước để cho nó trắng nha. Còn mình thì mình vội làm nên mình không có ngâm. Mà thực ra nó cũng không có đen nhiều đâu các bạn. Mình làm ngay bây giờ mà. Bỏ đi hết những cái chỗ nào mình thấy nó lửa khoai tây thì nhớ bỏ đi những củ mọc mầm nha các bạn. Rồi, khoai lang tây thì mình cắt theo chiều dọc nha. Đó. Và cắt dày khoảng 3 ly. Mình đã xét xong khoai tây rồi này các bạn. Rồi. Ở đây 3 cái lá cải. Lấy phần lá bỏ cái phần đây. Bỏ phần này đi nha. Rồi. Lấy cái phần lá và ở đây mình có một quả ớt sừng mình đã bỏ hột rồi. Thì mình sẽ gói ớt sừng vào trong, cuốn tròn lại nha. Và bây giờ mình đi xét này. Đó, mình đã cắt xong ớt và cải xanh nha. Rồi, bây giờ mình cùng nhau vào bếp. Cái chảo lên bếp, bỏ vào chảo một thìa ăn canh dầu ăn. Mình xào thơm hành tím lên các bạn. Hành tím thơm thì các bạn hạ nhỏ lửa hoặc tắt bếp cũng được để mình gạt thịt đây. Thịt của mình này, mình cứ gạt cái này thôi. Cứ gạt xuống cái này thôi các bạn. Đó, cứ bưng cái dĩa thịt gạt xuống thôi, nó ra cái hình dạng gì cũng được hết nha. Ăn muối nấu, ăn nấu canh ăn muối cũng rất là ngon nha. Bình thường mà các bạn không quết, các bạn đảo lên nó sẽ nát ra, nhưng các bạn quết lên một xíu thì nó có cái độ dai sốt rất là ngon. Mình quết thịt lên để cho thịt có độ dai, sốt rất là ngon. Và bây giờ nó không có nát ra, nó không có vụn ra. Thịt quết này mà nướng hay nấu canh ăn muối cũng rất là ngon nha các bạn. Mình nêm nếm vào đây một thìa ăn canh dầu hào.
xào lên. Rồi, thêm vào đây một thìa ăn canh nước tương xì dầu để liu riu cho thịt nó chín nha các bạn. Thịt nó chín nó ra nước này, thấy nước thịt nó ra này. Đó. Thịt chín mình bỏ khoai tây vào, tăng lửa lên một xíu, xào qua xào lại rồi thì mình bỏ vào đây 2 thìa ăn canh, nhớ là chỉ 2 thìa thôi nghe các bạn, chứ nó nhiều là nó sẽ bị nhiều nước quá. Mình đậy vung lại, hạ nhỏ lửa xuống để liu riu cho hơi nó bốc, hơi nóng, hơi nước nó bốc lên, nó làm cho chín khoai tây của mình nha. 5 phút sau này nước cạn, mình mở vung ra này, các bạn thấy không, khoai tây của mình đã sang màu vàng này, nhưng mà mình để cho nó chín hẳn nha các bạn. Nó chín hẳn, nó vàng thì nó mới mướt, miếng khoai tây ăn nó mới chín bùi, nó mới ngon nha. Các bạn yên tâm, nó có cái nước thịt thấm vào đó, thì nó sẽ không có cái nước dầu và nước thịt thấm vào thì cái miếng khoai tây của mình nó sẽ không bị nát nha. Thịt không nát, mình gắp miếng thịt lên dễ ra này đó, nhờ là mình quết đó các bạn. Các bạn thấy nước thịt nó ra, nó thấm làm cho miếng khoai tây của mình có màu vàng ươm rất là ngon. Rắc lên một xíu tiêu nè. Nóng ghê chưa? Các bạn thấy ngon, rất là ngon luôn á. Ăn khoai tây phải ăn như thế này nha. Rồi, bây giờ mình mới trang trí cái này của mình lên. Phải bỏ lúc nóng nha các bạn, hơi nó bốc lên. Rắc thêm một xíu tiêu. Thêm vài hạt mè trắng rang. Thỉnh thoảng ăn mà gặp hạt mè nó nổ lớp bớt thơm thơm rất ngon. Đây là món khoai tây xào với thịt nạc xay mà mình vừa mới làm xong á các bạn. Hãy thêm cái món ăn này vào thực đơn của bữa cơm gia đình, vì nó rất là dễ nấu và nguyên liệu thì cũng dễ tìm, ăn thì lạ miệng nhưng rất ngon nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.